Chào các bạn cùng đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Chuyện Ma Hồng Kông, tác giả Nghi Khuông, quyển 1, Tình Yêu Ma Quỷ, Mở Cửa Gặp Ma. Nghi Khuông nói rằng, tôi viết chuyện ma là bởi vì tôi đã từng gặp ma. Đây là những câu chuyện ma mà tiểu thuyết gia Nghi Khuông tâm đắc nhất trong hơn 20 năm sáng tác của mình. Chúng không chỉ chứa đựng những trải nghiệm từ góc nhìn cá nhân của Nghi Khuông, mà còn lồng ghép các dẫn chứng và phân tích khoa học viễn tưởng một cách tài tình, dựa vào trí tưởng tượng phong phú. Ma vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu. Cuốn sách Chuyện Ma Hồng Kông này là tinh hoa của các thể loại chuyện ma hiện đại. Bạn đọc yêu thích chuyện ma, xin chớ bỏ lỡ. Ở câu chuyện thứ hai, chúng ta không biết rằng thứ mà cô gái dọa trong buồng thay quần áo là thứ gì, bởi kẻ gây chuyện kia đã chết trước đó rồi. Vậy câu chuyện thứ ba sẽ kể về điều gì mà có tên là kẻ háo sắc? Lời nói đầu, có người hỏi tôi, mấy câu chuyện trong chuyện ma Hồng Kông là ông hư cấu hay nghe kể hay đích thân ông đã trải qua? Tôi cự tuyệt không trả lời vấn đề này, để mọi người tự suy đoán. Giả quỷ chắc chắn không phải câu chuyện mà ông tự mình trải qua, có phải không? Nguồn gốc câu chuyện như thế nào, tất nhiên không thể tiết lộ được. Từng gặp ma, ắt sợ trời tối. Người từng thấy ma thấy quỷ, ai lại bằng lòng gặp ma quỷ lần nữa? Người từng gặp yêu ma quỷ quái mà còn bằng lòng gặp lại, cũng không phải không có. Chỉ ít chính là tôi. Các bạn thấy thế nào? Thời điểm khi quản đốc, quản lý công nhân, dán tờ áp phích tuyển lao động nữ làm việc ca đêm theo thời vụ lên cửa vào nhà máy, cũng chính là giờ nghỉ trưa của công nhân. Đám đông nữ công nhân ùa ra từ các công xưởng khác nhau của nhà máy. Có người đứng trước tờ áp phích thì thầm dì tai với nhau, bàn tán về các điều kiện được viết ra. Còn top 5, top 3, những người khác thì hi hi ha ha, cười nói lướt qua, ngay cả một ánh nhìn cũng không thèm lưu lại. Kiểu áp phích tuyển dụng lao động nữ làm việc ca đêm theo thời vụ, to tổ trạng giống như thế, ở cửa vào của công ty nào cũng có cả. Các công nhân nữ nhìn mòn cả mắt rồi, trừ khi điều kiện vô cùng tốt, nếu không sẽ chẳng có ai thèm quan tâm. Quản đốc dán tờ áp phích đứng cách ra một chút, ngắm nghĩa lại điều kiện dán trên tờ đăng tuyển một lần nữa, rồi âm thầm lầu bầu. Chẳng phải thêm một điều kiện nữa, tuổi tác từ 25 trở xuống. Ông ta vừa nghĩ đến vấn đề này thì có mấy nữ công nhân trẻ tuổi đi lướt qua bên cạnh ông ta. Mấy cô gái đó không phải kiểu quá xinh đẹp nhưng lại trẻ trung. Dù chỉ được bao bọc bởi lớp quần áo rẻ tiền, nhưng vẫn có sự hấp dẫn khiến tim người ta đập thình thịch, làm gã quản đốc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vô thức nhìn chăm chăm vào những bộ ngực đầy đặn của mấy nữ công nhân kia. Phái nữ thường rất nhạy cảm, mấy cô gái lập tức nhận ra ánh mắt sáng rực đầy dục vọng của gã đàn ông, dù đang nói cười vui vẻ cũng im bặt, vội vàng đi ra ngoài. Điều đó làm gã quản đốc có một loại khoái cảm thỏa mãn. Gã định tiến thêm một bước, cố tình sấn tới dọa mấy nữ công nhân thêm một chút. Nhưng vào lúc này lại có thêm mấy nữ công nhân nữa đi lướt qua gã. Các cô vừa trông thấy quản đốc thì quay sang nhìn nhau, nháy nháy mắt. Mấy cô gái trẻ tuổi cố ý rời đi nhanh chóng, xem ra có kiêng kỵ gì đó với gã. Còn mấy người lớn tuổi thì không hành động như thế, trái lại họ còn đi qua lớn tiếng gọi, quản đốc mời cơm trưa không? Gã quản đốc xì một tiếng dài, nhưng mắt vẫn nhìn về phía mấy nữ công nhân trẻ ở khá xa, trả lời với giọng điệu khinh thường, mời các cô không tự xem lại bản thân trong gương đi. Sau đó gã nghiêng người chen qua nhóm công nhân lớn tuổi, đi đến trước mấy nữ công nhân trẻ tuổi, lộ vẻ mặt khoái chí ngả ngớn nói, tôi mời cơm, ai đi cùng tôi không?
Chỉ tiếc mấy cô công nhân trẻ nhìn gã như nhìn thấy quỷ, đều không có vẻ như không thật sự quá sợ hãi, cười cười đáp lại rồi lách người rời đi. Gã quản đốc vươn tay định tóm lấy một người lại, nhưng tay gã chỉ vừa đụng phải mu bàn tay của một người trong số đó thì nữ công nhân kia đã hét lên chói tai, vội bước đi càng nhanh hơn. Gã quản đốc dù có lớn gan hơn nữa cũng không dám trắng trợn đuổi theo bọn họ. Gã không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Vẻ mặt gã hơi quái dị, đưa bàn tay từng chạm qua mu bàn tay nữ công nhân kia, đặt lên mũi người người. Mấy nữ công nhân rời đi không xa bắt đầu lại tập hợp lại, cùng dùng vẻ mặt căm ghét mắng: cái đồ dê xồm. Còn nữ công nhân vừa bị gã quản đốc tóm trúng thì dậm chân xoa xoa cánh tay: đúng là không biết xấu hổ. Một nữ công nhân khác thì cười: cô nhìn gã quản đốc bây giờ đi, gã nhất định đang nghĩ về cô với gã đây. Cô công nhân bị sàm sỡ, không chờ cô kia nói xong đã bật cười đầy đầy cô nàng. Đám người cười khanh khách cùng nhau rời đi. Tất cả các cô đều là nữ công nhân thuộc công xưởng của gã quản đốc kia. Công xưởng chuyên sản xuất bao tay bằng cao su mỏng, bộ phận đóng gói do quản đốc phụ trách. Trong bộ phận đóng gói, tất cả công nhân đều là nữ. Đây chính là điều quản đốc hài lòng nhất với công việc của gã. Khi gã uống bia nhậu nhẹt với đám bạn, xe gang một chân trên ghế, hăm hở kể về tình hình ở công xưởng, nói hào hứng đến độ nước bọt văng tứ phía. Công việc của tao ấy à, không có lương cao tao cũng chịu. Mỗi ngày tiếp xúc với mấy cô gái kia giống như gì ấy nhỉ, cái gì mà đắm. Gã ta muốn nói một câu hay hay nhưng lại không nhớ nổi. Đắm mình trong rừng hoa, cho nên chỉ ấp úng hình như gì gì đó. Có lúc bạn của gã sẽ cười gã: vậy thì ích lợi gì, chỉ có thể nhìn, mày dám đụng vào mấy cô nàng đó không? Gã quản đốc càng tỏ vẻ: sao không dám chứ, tụi nó đang làm, tao là quản đốc, đứng ở sau lưng tụi nó dám làm gì nào, tao thích sờ chỗ nào của tụi nó thì sờ chỗ đó. Bạn gà sẽ cười to ha ha: mẹ cái tên dâm dê này lại khoác lác rồi. Và lúc này gà quản đốc sẽ nhắm hờ mắt lại, bày vẻ đê mê tưởng tượng bay xa. Gà quản đốc vô cùng háo sắc, nữ công nhân của toàn bộ nhà máy, nhất là bộ phận nữ công nhân công đoạn đóng gói đều biết. Có điều gà không có cái gan to bằng trời kia, cái gọi là thích sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó chẳng qua là ảo tưởng của gã. Gã nhiều nhất chỉ mượn tiếng dạy nữ công nhân đóng gói thế nào mới hợp tiêu chuẩn để đụng chạm vào tay người ta, hoặc là nhìn giống như là vô tình nhưng thật ra cố tình đụng cùi trỏ vào bộ ngực đầy đặn của nữ công nhân. Nếu không, nhiều lắm là sờ sờ vuốt vuốt tóc hay vỗ vào vai người ta. Có vài nữ công nhân vì lấy lòng quản đốc hoặc là không thèm quan tâm, thế là gã nhân cơ hội ôm eo người ta. Một lần hiếm có nọ, gã có thể đặt tay lên đùi một nữ công nhân, gã hạnh phúc vui vẻ nửa ngày. Mà khi gã chém gió với bạn bè thì có thể nói khoác thành tay của gã câu véo siết chặt cặp đùi nõn nà của người ta bầm tím hai vết, mà người ta không than đau than nhức, trái lại còn liếc mắt đưa tình nhìn gã. Cho nên các nữ công nhân đều ghét gã động tay động chân, thích sàm sỡ các cô. Miệng thì khoác lác ba hoa, còn tự cho là thú vị hài hước, nhưng các cô chẳng hề sợ gã. Do quản đốc có một điểm tốt, trước mặt các nữ công nhân trẻ tuổi, gã ta hết sức rộng rãi phóng khoáng. Trước đây, trong bộ phận đóng gói, có một cô công nhân được mọi người công nhận là đẹp nhất công xưởng. Chỉ cần cô ta mở miệng xin quản đốc thì y như rằng cầu gì được đó. Một khoảng thời gian khi đó, bộ phận đóng gói hơn 20 nữ công nhân, cứ mỗi bữa cơm thì hầu như đều được gã quản đốc móc tiền túi bao. Nhưng điều tốt không đến mãi. Nữ công nhân đó làm không bao lâu thì chuyển sang làm phục vụ cho một hộp đêm kiểu Nhật Bản. Có một đêm nọ,
Gà quản đốc bắt gặp cô nàng ở cửa hộp đêm. Cô nàng trang điểm đậm, gọi một tiếng quản đốc. Để khi gà quản đốc nhận ra cô là ai, thì gần như hai mắt gã trợn to, sắp lồi cả ra ngoài. Gà quản đốc thật ra chỉ là một công nhân nho nhỏ, nhưng bản thân gã lại cảm thấy uy phong ngời ngời. Dán áp phích tuyển dụng xong, gã ung dung đi vào phòng làm việc của bộ phận đóng gói. Có mấy đứa công nhân mang cơm từ nhà theo. Gà quản đốc nhào qua, giả bộ nhìn xem các cô ăn gì, nhưng ánh mắt thì đăm đắm vào ngực người ta. Cô công nhân bị nhìn chằm chằm, ghét bỏ, xoay người sang chỗ khác. Gà ta liền dương dương đắc ý cười cười, đồng thời cũng hít vào một hơi thật sâu, miệng cảm thán. Thơm quá, ngon quá nhỉ. Thứ mà gã ngửi thấy không phải là mùi thức ăn, mà là mùi hương đặc biệt trên người phụ nữ trẻ tuổi. Mùi thơm đó có thể làm người khác phái cảm thấy hưng phấn. Mùi hương đó và mùi mồ hôi thoang thoảng, gà quản đốc hít vào thật sâu, cảm thấy toàn thân phơi phới. Ca làm việc buổi chiều sắp bắt đầu, các nữ công nhân lục tục trở lại đến vị trí của mình, sau đó tiếp tục bận rộn. Một buổi chiều bận rộn gần như không kịp thở lại bắt đầu. Gà quản đốc cũng ngồi vào chỗ của mình. Gà ngồi nhìn những nữ công nhân kia, bàn tay họ chuyển động, động tác ngón tay cực kỳ nhanh, thuần thục đóng gói bao tay cao su. Nhưng đối với gã mà nói, đây là một quá trình hưởng thụ. Gà ảo tưởng những ngón tay linh hoạt của các cô không phải đụng chạm vào bao tay, mà là đang chạm vào gã. Mỗi khi gã nghĩ đến quá hưng phấn, không thể kiềm chế được bản thân, gã sẽ vô thức nuốt nước bọt, động tác nuốt nước bọt phát ra âm thanh ực. Các nữ công nhân hầu như đều biết về thói quen thô bỉ này của quản đốc, cho nên vừa nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của gã, các cô sẽ nháy mắt với nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ. Vào lúc này, gã quản đốc sẽ cố làm đúng theo thân phận quản đốc của gã. Đừng có liếc mắt đưa tình nữa. Sau đó, gã sẽ đi tới đi lùi trong chỗ làm việc. Có khi gã sẽ cố tình đi về phía nữ công nhân vóc người đầy đặn. Bất kể người đó có phản ứng thế nào, thì gã vẫn sẽ cảm thấy toàn thân nóng lên. Cứ thế, một buổi chiều bình thường trôi qua. Sắp đến giờ tan ca, các nữ công nhân chỉ đang chú ý đến con số trên đồng hồ treo tường. Chỉ có một chuyện hơi khác bình thường là có một nhân viên tạp vụ đi tới, lớn tiếng gọi: "Quản đốc, bộ phận nhân sự gọi anh." Gà quản đốc ngẩn người. Bộ phận nhân sự? Gà rụt cổ. Có phải có ai đó đã tố cáo trò vặt của gã với bộ phận nhân sự rồi à? Gà ôm lo lắng trong lòng rời đi. Tai nghe thấy tiếng cười trên sự đau khổ của gã vang lên sau lưng. Mặc dù có vài tiếng cười nghe động lòng người vô cùng, nhưng gã vẫn thấy lỗ tai của mình như phải bỏng. Nhưng nỗi bất an trong gã nhanh chóng biến mất. Trưởng phòng nhân sự nói với gã: "Công xưởng muốn đẩy nhanh tiến độ, thuê nhân công tạm thời làm ca đêm. Bộ phận đóng gói đã thuê được hơn 10 người, nhưng đều là người mới vào nghề. Anh hãy tăng ca với họ, chỉ bảo các cô ấy một chút." Gã quản đốc đáp lời: "Được được, chỉ cần công xưởng có việc cần, tôi nhất định sẽ cố hết sức." Ca đêm bắt đầu vào lúc 9 giờ, anh đến sớm một chút nha. Mới 8 rưỡi, gã quản đốc đã đến. Hơn nữa, còn mặc bộ quần áo mới, thậm chí xịt ít nước hoa cho nó thơm. Có nữ công nhân mới tới, sẽ càng thêm được mấy người để rửa mắt. Đừng nói là làm thêm giờ có lương, không có lương cũng được. Để khi các nữ công nhân lục tục đến, trước mặt gã quản đốc như phát sáng, tim đập nhanh hơn. Có một nữ công nhân tuổi còn trẻ, vẻ ngoài ưa nhìn, lại còn mặc quần áo kiểu cổ, lộ vòng eo mảnh khảnh. Vẻ ngoài của cô gái làm gã quản đốc hơi mất tập trung, cho nên khi chỉ bảo các nữ công nhân mới tới, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô gái kia. Chỉ sai rất nhiều lần là mấy cô công nhân thạo việc không nhịn được cười. Tự bản thân gã quản đốc cũng cảm thấy lúng túng, không thể làm gì khác hơn là phất tay. "Ê, bắt đầu đi, có gì không biết thì hỏi tôi."
Các đứa công nhân bắt đầu bận rộn làm việc. Gã quản đốc bước đi thong dong, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không rời nổi chu vi 3 mét phía sau lưng cô gái kia. Cô gái đó là người mới, đây là cơ hội tốt để gã tiếp cận. Gã đứng phía sau lưng cô, hai tay vòng từ phía sau vươn đến phía trước, dạy cô gái kia cách đóng gói hợp tiêu chuẩn mà còn nhanh. Cô gái làm theo cách gã chỉ, khiến gã vô cùng vui mừng. Nhìn thấy những người khác đang tập trung làm việc, là gan của gã quản đốc to lên, chuyển một cây ghế đến ngồi phía sau cô gái. Sau đó gã lại bắt đầu trò vặt. Đầu tiên tay gã đặt lên vai, sau dần dần chuyển xuống. Cô gái không né tránh, gã nuốt đánh ực, vươn hai tay ôm lấy vòng eo thon của cô ta. Cô gái đột nhiên bật cười, quay đầu lại, nụ cười lộ lúm đồng tiền đáng yêu ngọt ngào. Đường gã quản đốc lại hoảng hồn. Cả cơ thể cô không hề nhúc nhích một chút nào, thậm chí hai tay còn đang đóng gói bao tay. Nhưng đầu thì quay lại, mặt đối mặt với gã quản công. Đầu xoay 180 độ. Gã quản đốc cảm thấy toàn thân tê dại, gã hét lên: Mọi người nhìn đi, cô ta. Khi gã gọi, những đứa công nhân khác quay lại nhìn cô gái kia. Tất cả các đứa công nhân đều rất nghe lời, đầu họ đồng loạt quay lại, hệt như cô gái kia. Cả cơ thể không hề xê xích chút nào, hai tay vẫn đang thao tác, nhưng mặt lại xoay về phía sau, xoay hẳn 180 độ. Mỗi một người trong bọn họ đều nở nụ cười với gã quản đốc. Gã quản đốc cảm thấy như đang ngâm cả người trong nước đá, run lên. Ngày hôm sau, gã được đưa đến bệnh viện tâm thần. Gã không ngừng nói rằng gã gặp ma, thế nhưng không một ai tin gã. Kết thúc câu chuyện thứ 3. Đây là cái giá phải trả của kẻ dê sồm.